Chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với cái video. Hôm trước thì tôi đã làm đến cái form rồi nhỉ? Cái form là cái này đúng không? Chúng ta đã có họ tên tuổi lớp vào đây để sẵn sàng để nhập thêm học viên, và bây giờ thì có lẽ tôi sẽ không làm nhập xóa sửa, các bạn sẽ tham khảo đấy. Cái video về group với cái trang web bình thường, còn với mobile thì tôi có lẽ tôi chỉ làm thêm cái form nhập thêm học viên mới này thôi nhé. Thì để thêm học viên mới thì chúng ta làm gì đây? Chúng ta có một cái form như thế này, và chúng ta có cái root add new như này nhé. Dùng method chúng ta có thể dùng post, thì chúng ta vào xem cái root của mình như thế nào. Cái root của mình đây nhé. Tôi phải sorry nhé. Đây, tôi làm thêm một cái root add new. Lúc này chúng ta đã có ba cái root ở trên này rồi, bây giờ tôi chỉ thêm một cái new. Và cái này nó dùng cái form add new ở trong cái học sinh controller đúng không nào? Và trong học sinh controller thì bây giờ chúng ta hs controller thì chúng ta vào đây vào cái add new đây, thì nó chỉ lấy dùng cái method post nó nhận vào mấy cái biến này, xong nó có tạo một cái new học sinh, rồi nó lấy họ tên, thì dùng cái function y này, có nghĩa là để nó tẩy trùng các cái input thôi nhá, nghĩa là những cái gì nó escape HTML hoặc là escape cái SQL injection đúng không? Tức là nó tẩy trùng những cái input của những cái người sử dụng, người ta đưa vào thì nó dùng cái function y crawlavel, sau đó dùng cái chấm xoay method chấm xoay để nó lưu vào, và nó return done creating new student, có nghĩa là nó bắt thông báo là đã tạo thêm học sinh mới. Như vậy rất là dễ hiểu, và cái này hầu như tôi đã dùng ở trong cái bài trước cũng đã làm rồi, và tôi sẽ không muốn nhắc lại phần này nữa. Và bây giờ chúng ta xem cái form. Cái form thì ở trong cái form này chúng ta đưa thêm vào cái thuộc tính, đã đưa tờ ID vào cái form nhé. Ví dụ này, form đâu? Đây, cái form này tôi đưa vào là cái ID bằng form học viên này, đúng không? Và cái routing thì đưa vào cái chương trình đó đúng không? Thế sau đó thì ở những cái input này nó đều có ID rồi, họ tên tuổi lớp rất dễ, và chúng ta tôi thích dùng cái jQuery thực, mặc dù các bạn không cần dùng jQuery cũng được, các bạn thể dùng Action, nhưng mà tôi thích dùng jQuery. Thì tôi có thêm một cái đoạn script là function này, tôi cảm thấy dùng jQuery thì tôi kiểm soát nó tốt hơn đúng không? Và khi mà ta ấn vào cái nút thêm học viên này này, tôi đặt cho nó cái ID thêm học viên ở đây đúng không, và chúng ta click thì chúng ta function thì đầu tiên là prevent default để cho nó giống mọi trình duyệt, nó đều khi mà chúng ta click vào cái submit nó có thể hoặc nó có một vài cái default action nào đấy, thì chúng ta chặn nó để cho đảm bảo là mọi trình duyệt đều cư xử như nhau, và chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn với các cái hoạt động của mình. Thì sau đó thì chúng ta lấy cái action này để lấy cái prager đúng không? Tức là lấy mình biết cái function nào nó xử lý cái này đúng không? Và sau đó mình lấy họ tên thì rồi lấy tuổi lớp, và sau đó mình truyền bằng jQuery post vào cho thứ nhất là cái chương trình đó này. Thứ hai là các cái biến mình truyền vào đây, sau đấy thì data, và cuối cùng data này nó sẽ trả lại cái chữ là done editing này, đang creating gì đó. Và bây giờ tôi sẽ chạy. Tóm lại là tôi muốn kết thúc cái chuỗi video về nhập xóa sửa với jQuery Mobile rồi. Thực ra là nó chỉ khác về mặt giao diện thôi, còn các cái logic hoặc là các cái xử lý nó hoàn toàn giống như bài cũ, và tôi cũng không muốn nhắc lại thêm nữa. Và bây giờ tôi sẽ cho nó chạy demo cái chương trình, và tôi sẽ kết thúc cái video chuỗi series này, và tôi sẽ chuyển sang một cái chuyện mới, bởi vì tôi đã có cái ý tưởng cho một cái chuyện mới rất là tuyệt vời, và tôi không thể tiết lộ thêm nữa, và chúng ta sẽ cùng chạy cái chương trình nhé. Nào, đây đầu tiên là chúng ta chạy nó, và chúng ta ấn vào home, chúng ta vào list. List nó không có gì, nhưng mà tôi chỉ làm mỗi cái form này thôi. Cái form này thì tôi thêm một học viên vào là Huy Đào chẳng hạn, là một học viên, tôi vừa là giáo viên có lẽ lại vừa là học viên luôn à,
tuổi có mới có 23 thôi đúng không? Lớp là tôi bảo lớp mà Laravel được chưa? Tôi thêm học viên này, thêm học viên. Và trên này nó đăng creating new student và chúng ta xem lại cơ sở dữ liệu và chúng ta refresh thì nó có thêm vào Vida với Laravel và nó ngày tháng thêm vào nó nhập hết vào đây rồi, rất là tiện lợi phải không? Ngày 1 tháng 5 2014 đây này, và lúc mấy giờ này 0 giờ 44 phút 29, sao giờ giấc nó không đúng nhỉ, nhưng mà không sao, tạm thời như thế nhé. Ok, và các bạn nghĩ rằng tôi có thể kết thúc cái chuỗi này chưa? Tôi muốn kết thúc nó rồi và tôi có rất nhiều cái dự án mới rất là hấp dẫn phải làm, hấp dẫn hơn là những cái nhập xóa sửa này, và tôi đã cảm thấy là làm với nhập xóa sửa này hơi nhiều rồi, và tôi sẽ dừng cái video này lại tại đây. Và nếu mà các bạn vẫn muốn quan tâm làm việc nhiều hơn với jQuery Mobile thì các bạn có thể hoàn thiện cái phần list này, ấn vào để xóa rồi ấn vào để sửa, nó giống như bài CRUD lần trước tôi đã làm với những cái trang web bình thường ấy nhé. Ok. À, và bây giờ tôi sẽ cho lại để các bạn nhìn thấy cái gì nhỉ? Đây cái trang của chúng ta đây đúng không? Chúng ta trang của chúng ta rất là đẹp, với nó rất là giống một cái giao diện của trang web rồi. Ok. Và tôi xin dừng cái series này ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới. Ok.